Tử vi tuổi Tân Mùi 1991 năm 2022. Xin chào quý vị, tôi là Huyền My, là trợ lý của thầy Già Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Già Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Tân Mùi nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn và giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm Nhâm Dần và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu. Đặc biệt phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Già Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Huyền My chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cùng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Già Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Già Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Tân Mùi trong năm 2022. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh lộ bàng thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp nhờ vào sự tài năng và quyết tâm của cá nhân. Họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Quý vị thân mến, nói về tử vi của các anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 vào năm Nhâm Dần thì về địa chi, Mùi gặp Dần không xung khắc, bình thường trên mọi phương diện. Còn về thiên can của anh chị Tân Mùi trong năm nay, đó là Tân Âm Kim gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các anh chị tuổi Tân Mùi. Nếu có cơ hội tốt, anh chị cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi anh chị phía trước. Xem tử vi năm 2022 của anh chị tuổi Tân Mùi cho thấy, tuổi hợp đối với mệnh chủ là tuổi Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975 và tuổi Đinh Mão 1987. Bên cạnh đó còn có các tuổi kỵ với mệnh chủ như tuổi Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973 và tuổi Ất Sửu 1985. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của anh chị tuổi Tân Mùi trong năm 2022. Các anh tuổi Tân Mùi năm nay may mắn gặp được sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương thuộc hệ thống cửu diệu và đó là một cát tinh, chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ giúp làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiền hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Còn đối với các chị tuổi Tân Mùi trong năm Nhâm Dần sẽ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh.
Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam và nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu chủ về tai nạn, kiện tụng. Khi bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Sao này thương kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và dài hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao dài hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao dài hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ nghênh sao dài hạn năm 2022 cho tất cả mọi người, mọi nhà và đặc biệt là mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao dài hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Tân Mùi hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt anh chị tuổi Tân Mùi trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Quý Sửu, tức tháng 12 âm lịch, từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 21 tháng 1 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Tân Mùi. Vào những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đầu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, anh chị tuổi Tân Mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Huyền My xin chia sẻ rõ vận trình của anh chị tuổi Tân Mùi trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Năm 2022 có thể là một năm tốt để các anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 phát triển sự nghiệp. Trong năm nay, anh chị sẽ có một sân khấu. Đây chính là nơi anh chị có thể thể hiện tài năng của mình và giành được sự ưu ái của ai đó để đứng trên một sân khấu lớn hơn. Từ đó có thể trau dồi bản thân và giúp anh chị nhận được sự đánh giá cao của người khác. Ngay cả khi như vậy, anh chị không được quá tự tin và tự mãn. Điều đó có thể khiến anh chị sẽ mất các cơ hội thăng tiến hơn nữa. Cho dù là làm trong lĩnh vực kinh doanh hay công chức, đều có cơ hội được quý nhân chỉ điểm và chỉ dẫn phương hướng. Nếu có thì cử, bồi dưỡng hoặc đánh giá thành tích đều sẽ tương đối dễ dàng thông qua. Chính vì vậy, để mọi việc hanh thông và thuận lợi thì anh chị tuổi Tân Mùi cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tà mở quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung khắc trong các mối quan hệ và giúp nó phát triển hơn. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp anh chị xua đuổi thị phi, vận hạn, hung tinh và kẻ tiểu nhân trong thời gian này. Đặc biệt với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp anh chị tuổi Tân Mùi kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho anh chị trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Bước sang năm 2022, vận thế sự nghiệp của anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 rất vượng, tài vận cũng vì thế mà tăng lên. Đặc biệt là từ lĩnh vực kinh doanh buôn bán và bán hàng. Anh chị chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Do đó trong thời gian này, anh chị nên thận trọng và không bao giờ hành động quá đà khi mà anh chị định chọn đầu tư vào các sản phẩm tài chính hoặc đầu cơ vào cổ phiếu. Nếu không suy xét cẩn thận, anh chị sẽ quá muộn để hối tiếc. Đặc biệt trong nửa cuối năm, anh chị nên chú ý hơn đến những điều trên. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc năm 2022, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tân Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi cho thấy anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thể hướng ngoại hơn, sẵn sàng thể hiện hoặc thể hiện bản thân vào năm 2022. Ngoài ra, anh chị có thể có được một mối quan hệ tốt và có được tình yêu phù hợp với những yêu cầu của mình. Cho dù đó là một hoạt động hẹn hò được sắp xếp bởi các thành viên gia đình hoặc một bữa tiệc, anh chị nên tích cực tham gia. Tử vi còn cho thấy năm 2022 là cơ hội không tệ để thoát khỏi cảnh độc thân. Các anh chị nên nắm cho thật tốt cơ hội này để tiến tới tỏ tình với người trong lòng. Đặc biệt là nữ mệnh, tỷ lệ thành công rất lớn. Ngoài ra, với anh chị đã có đôi thì hãy dùng sự lãng mạn và đốt cháy giai đoạn, có thể anh chị sẽ có tin vui trong năm nay. Còn với các anh chị tuổi Tân Mùi đã kết hôn trong thời gian này, có thể thấy cuộc hôn nhân đầy khúc ngoặt và căng thẳng. Do đó, anh chị nên giải quyết các vấn đề tình cảm đúng cách để ngăn chặn nó ảnh hưởng đến cuộc sống chung của hai người. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những anh chị tuổi Tân Mùi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ có một sức khỏe tốt trong năm 2022. Tuy nhiên, anh chị vẫn cần chú ý đến nó. Theo các nghiên cứu thì một số lượng lớn người sẽ tập trung vào sự nghiệp của họ và sẽ không thấy rằng họ có vấn đề nghiêm trọng về thể chất cho đến khi họ đạt đến một độ tuổi nhất định. Điều này rất chí lý. Nếu anh chị muốn không hối tiếc trong tương lai, anh chị nên chăm sóc sức khỏe của mình ngay bây giờ. Năm nay, anh chị có thể bị một số vấn đề nhỏ về thể chất. Đây có thể là một báo động để nhắc nhở anh chị phải theo dõi sức khỏe của mình, nghỉ ngơi kịp thời và tập thể dục đúng cách. Ngoài ra, trong năm, anh chị hãy đặc biệt lưu ý tới sức khỏe của bản thân và người nhà. Khi tự lái xe hoặc đi xa, anh chị cần tăng cường ý thức an toàn và cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất, chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và người nhà để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Đặc biệt trong thời gian này, anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của anh chị Tân Mùi sinh năm 1991. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng Huyền My tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Tân Mùi trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn nhé. Trong năm Nhâm Dần, các anh tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 gặp phải hạn toán tận. Hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng và ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mệnh chủ cần hết sức chú ý. Còn đối với các chị tuổi Tân Mùi trong năm nay sẽ gặp phải hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa thường có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng suy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Các cô khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xa xẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Việc làm ăn kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước cũng sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Theo phong thủy lộc tài cải vận thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, mệnh chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Đồng thời, trong phương diện cuộc sống, bản mệnh cũng không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang.
Trên đây Huyền My vừa chia sẻ với quý vị về vận trình anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Thầy Gia Cát khuyên anh chị trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc và tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, thường chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những sự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cùng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.